Hello, chào mừng bạn quay lại kênh YouTube của mình nha. Bây giờ mình đang ở quê ở sông Rây Đồng Nai nè. Bây giờ mình các bạn nhìn thấy cái anh kia anh đang làm gì bạn thấy không? Đây nè. Cái này các bạn. Cái này là một dụng cụ để của bà con ở đây. Bắt đây. Bắt tép á. Giờ về quê tại mình thèm tép bóp gỏi đu đủ mà. Cho nên giờ anh em mình tiến hành bắt tép, nó như một cái vó nhỏ các bạn. Rồi mấy anh em coi coi mình tiến hành bắt như thế nào nha. Ao giờ nước cạn hết trơn như vậy. Cái ao này cũng lớn lắm nhưng mà bây giờ nước cạn hết rồi. Có. Tháng tư nè, thường là mỗi năm tới tháng tư là gạn cái ao này nè, rảnh rảnh bay về đi có đã. Thì nước cạn hết rồi. Nhiều lên ít quá. Ít quá hồng công mình bỏ nữa. Được bao nhiêu cái ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái. 12 cái. Chừng 5 phút, 10 phút à. Xong mình đi vớt lên, đi vòng mình kiểm tra mình coi à. Kiểm tra xong vòng qua vòng nữa cái mình thả cám nữa là vừa. Nhanh lắm. Lâu quá nè, hết cám đi chơi hết à. Rổ làm chi? Người ta biết làm rồi rổ làm chi? Đây, bây giờ mình sử dụng cái cây này các bạn. Cây này nó mình khều cái vó này lấy lên cho mình mà đi lại gần ngay chỗ này á, lâu rồi tép nó động nó chạy ngoài hết. Rồi lấy cái cây mình đứng từ xa mình khều á. Mình thử thử một cái trước nha bạn. Thử một cái trước là nó có không. Hả? Được một nhóm.
Ừ, nhiều đấy. Được muốn nhóm à? Ừ. À. Thôi xúc bạn nó nhảy hết rồi. Dạ. Con xúc dụng con ơi. Đây, cầm như này này. Đấy, xong lại vắt xuống. Để tám nó về nó cất xong bắt đầu cứ cất đến đâu xúc bên đây. Dạ. Yeah. Ừ. Được cũng nửa nửa lạng á. Được nửa lạng á. Đó. Vòng vòng làm chừng vài vòng là đủ ăn à. Cám gì vậy? Chị ơi tiếp tục bỏ xuống. Giờ đi thăm hết vòng được á Tám ơi. Cái này vô mánh luôn nè hả? Vô mánh tép bự không nè. Ừ. Ở bên đây gần gần cái bên nhà mình á là nó tập trung rồi. Tập trung rồi. Cởi cởi nó lấy cái rổ lấy cái rổ cởi vớt nó. Cởi nó, hô diện hồ mình vô kiểu gì mình cũng thấy vậy. Mình lấy rổ xuống vậy. Đây đây bỏ đây bỏ đây. Đấy. Ngon chưa, ngon lành chưa? Chỉ bằng một nửa cái đó thôi. Ngon lành chưa quá trời tét. Anh đừng có sóc nó gãy cổ mất. Ba bốn lạng rồi đấy. Trời ơi cái này đẹp quá anh. Nè. Ừ. Nè, thấy không? Chỉ qua chứ đâu quay chậm á. Quay chậm chơi. Đẹp phải không? Quay nhanh rồi. Có không? Có không? Ừ dính cái rồi. Ừ một nhúm luôn đã ghê không? Nhúm. Về mới sướng à. Đấy. Vô mánh, vô mánh. Ngon không, ngon không? Cái này được hai cuốn á. Đồ tép này sao nhỏ nhỏ không ha? Nhỏ quá không có bự. Bự tép là nhiều mua lời thì đặt bìm những cái vô cái chén. Được sao về luôn 20 cái lời. Tụi nó đặt cái gì cái lưới lục giác cái gì đó, cái đó đặt được không ta? Ờ. Lầy lầy con ốc lầy con ốc nó chui xuống đất nè. Ốc bu này. Này. Ốc gạo bắt luôn. Đấy. Nó chui xuống đấy. Nó chui xuống đất nó trốn. Chui xuống sình nó trốn. Gạo và ốc đá. Ốc gạo nè. Đít về sọc nè. Ừ. Ốc đóng cũng ăn được phải không ta? Ừ, nó dở ốc gạo. Đóng nhẵn nhẵn. Đi bét ốc. Mò cua bét ốc.
đi vòng về từ đây tới trưa chứ một ký. Cái này sáng chim quá trời luôn, này mà xuyên xuyên ra con chim ngon. Để lâu lâu nó mới nhiều. Có quất đồ từ sáng này, có con quất với lại cò túi bụi hết này. Cái này câu là dính liền. Sợ gà của bà già thôi. Ốc này ở trong kia hôm qua cũng bắt mớ rồi. Thả vô. Nhiều chưa, nhiều chưa? Ua khá à nè. Ổn rồi. Hình như tép này ở ngoài chợ nó bán cũng cũng có mười mấy ngàn lạng thôi nè. Nó nhỏ chứ bán được.